Hàng năm cứ vào cận Tết, những cây hoa từ miền Tây đua nhau chạy hội về bến Bình Đông quận 8. Hoa cùng dòng người tạo nên không gian hoa trên bến dưới thuyền vô cùng là nhộn nhịp. Với nét đặc trưng vô cùng độc đáo này, Minh Thùy xin mời quý vị và các bạn cùng ghé dạo quanh một vòng bến Bình Đông nhé. Hàng năm cứ khoảng cận Tết, từ vườn ươm của các tỉnh miền Tây Nam Bộ như Sa Đéc, Vĩnh Long, Bến Tre, Cần Thơ, hàng loạt những chậu hoa vàng rực theo hướng sông Sài Gòn lại đến thành phố Hồ Chí Minh. Do có lợi thế về mặt đường thủy, bến Bình Đông trở thành một nơi tập kết hoa trọng điểm của quận 8. Những chậu mai được xuất hiện đầu tiên, sau đấy là các loại hoa cảnh và bonsai. Đến khoảng 23 Tết, người dân thành phố lại được dịp nhìn ngắm hàng loạt ghe thuyền đổ bộ về bến. Trên thuyền, những chậu hoa đủ sắc đủ loại rạng rỡ hơn trong khí trời se lạnh. Tại đây, mọi người có thể tìm mua đủ loại hoa đẹp trưng Tết với giá phải chăng. Các loại bonsai, mai, sâm núi có giá bán từ 150.000 đồng đến 2 triệu đồng một chậu, tùy thuộc vào kích thước và hình dáng. Các loại hoa như cúc, dạ yến thảo, màu gà có giá bán từ 50.000 đến 100.000 đồng một chậu, hoa lan từ 150.000 đồng một chậu, sứ từ 150.000 đến 300.000 đồng một chậu. Riêng hoa mai bán ở đây được phân thành hai dòng chính. Dòng cao cấp với những thế mai đẹp trồng lâu năm có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng một gốc. Dòng bình dân với giá từ 500.000 đồng đến 10 triệu đồng một gốc được khá nhiều khách hỏi mua. Ngoài những chậu hoa xinh tươi đón Tết, năm nay tại bến Bình Đông còn xuất hiện cây ăn trái trồng chậu như khế, đu đủ, cam, bưởi, mận. Những chậu nhỏ có giá từ 100.000 đến 300.000 đồng một chậu, chậu lớn từ 1 đến 3 triệu đồng. Được biết, loại cây này đang hút khách vì độc và lạ, vừa có thể trồng kiểng vừa ăn được. Nếu chưa từng nghe đến bến Bình Đông, có lẽ người dân Sài Gòn khó mà tin được trong thành phố mình lại có nơi tập trung nhiều ghe thuyền và hoa đến như vậy. Đây cũng là một điểm đáng yêu của thành phố mỗi mùa Tết về. Rời bến Bình Đông, những hương sắc hoa sẽ được trả về những khu chợ nhỏ lẻ để mang không khí Tết đến với các gia đình. Và hôm nay, Minh Thùy xin mời quý vị và các bạn đến một trong những chợ hoa nổi tiếng nhất Sài Gòn, chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Rời bến Bình Đông, những chậu hoa tỏa ra các khu chợ nhỏ lẻ. Trong thành phố, nổi bật nhất vẫn là chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Ngoài nhận bán những chậu hoa từ miền Tây, chợ hoa Hồ Thị Kỷ còn là nơi tập trung hoa từ Đà Lạt trở xuống. Chợ hoa Hồ Thị Kỷ hoạt động suốt 24 giờ, đón những dòng người gồm những tiểu thương và những khách buôn bán nhỏ lẻ. Nếu đến đây vào khoảng sớm tinh mơ, chúng ta dễ lạc vào khung cảnh náo nức, nhộn nhịp giữa một rừng hoa đang khoe sắc. Lời kỳ kèo hỏi giá của những tiểu thương, tiếng xe phô đạp xình xịch, tiếng cười rộn ràng của những chàng trai cô gái khiến cho khu chợ này không nhầm lẫn với các khu chợ khác. Ngoài ra, chợ còn có những giỏ hoa được cắm sẵn với rất nhiều mẫu mã đa dạng, phục vụ hài lòng cho những khách khó tính nhất. Cận những dịp lễ hội, ở chợ hoa thường xuất hiện các bạn trẻ mua hoa về tự gói và bán để kiếm thêm thu nhập. Các bạn ấy đi từ rất sớm để chọn những bó hoa tươi và đẹp nhất để kịp về gói lại cho những giấy gói xinh xắn. Mùa Tết năm nay gần với ngày lễ tình nhân, đây là một dịp tiêu thụ hoa hồng rất lớn ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Một mùa hoa nữa lại về trên thành phố xinh đẹp của chúng ta. Minh Thùy hy vọng quý vị và các bạn đã chọn được cho mình những hương sắc hoa cho mùa Tết năm 2015 này. Đến đây, Minh Thùy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những phần tiếp theo của chương trình nhé.